Chào mừng bạn đến với sách tóm tắt. Bạn thân mến, nếu muốn sớm thoát nghèo, bạn nhất định phải găm vào não 20 điều sau đây. Khi còn trẻ, khi vừa bước chân ra ngoài xã hội, bạn không có nhiều thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Bạn không có kinh nghiệm phong phú để có thể biến những điều bạn thấy thành những kỹ năng của riêng mình. Mọi người thường cho rằng bản thân thiếu rất nhiều yếu tố nên chấp nhận đi đường vòng, gặp rất nhiều gian nan, khổ cực. Nhưng bạn nên hiểu rằng đây là một quá trình mà bất cứ người nào muốn trưởng thành đều phải trải qua trên con đường đời. Nếu muốn làm giàu, bất luận bạn là nam hay nữ, là người làm công hay người đã thành công, thì bạn phải hiểu được và làm được 20 điều này. Điều số 1. Đây là xã hội thực dụng, tình cảm không thể biến thành cơm. Đừng bao giờ tin vào những câu chuyện tình yêu mà bạn thấy ở trên phim ảnh, đó chỉ là nơi để người ta tưởng tượng về cảm xúc mà thôi. Chỉ có những người không có lý trí và không thực tế mới tin vào nó. Bạn nên biết rằng xã hội mà bạn sống thật sự khốc liệt và thực dụng đến mức độ nào. Nếu bạn cứ mãi sống theo tình cảm của bản thân, quên mất đi những gì thực tế đang diễn ra trước mắt, thì bạn sẽ mãi thụt lùi và sống trong giấc mộng. Nhưng chúng ta cũng không thể nói sống mà không có tình cảm được, cho nên bạn phải biết tự mình cân bằng nó. Điều số 2. Phải có mục tiêu rõ ràng cho bản thân. Có thể bạn không giỏi như những người khác, xuất phát điểm của bạn không tốt như những người xung quanh, nhưng thông qua quá trình nỗ lực, rèn luyện, bạn sẽ có thể tự thay đổi vận mệnh của bản thân mình để làm được điều đó và không khiến bản thân đi sai hướng. Thì hãy nên có mục tiêu rõ ràng, cụ thể và phải thực tế. Điều số 3. Trong đời, việc quan trọng nhất đó là gặp được người thầy tốt. Một câu chuyện cũng rất thú vị, đó là câu chuyện về người tài xế của tỷ phú Lý Gia Thành. Người tài xế này, sau 30 năm lái xe cho ông Lý cũng đến tuổi nghỉ hưu. Ông Lý thấy vậy, liền ngỏ ý tặng cho ông số tiền 2 triệu đô Hồng Kông để làm tiền dưỡng già. Tài xế liền từ chối và nói rằng bản thân đã để dành 20 triệu đô Hồng Kông từ khi lái xe cho ông Lý. Lý Gia Thành thấy lạ, liền hỏi, mỗi tháng lương của lái xe khoảng 6.000 đô la Hồng Kông, vậy làm sao trong 30 năm lại có 20 triệu đô la Hồng Kông được? Ông tài xế trả lời, mỗi lần nghe ông nói chuyện qua điện thoại, muốn mua dự án nhà biệt thự nào hay cổ phiếu nào sắp lên giá là tôi liền ghi chép và lấy tiền tiết kiệm mua một ít. Bây giờ, tính ra số tài sản đó cũng được 20 triệu đô la Hồng Kông rồi. Người tài xế gần gũi đã học được bài học đắt giá từ chính ông chủ của mình, biết nhận định thời cơ, sự cần kiệm và tích lũy, đặc biệt là khả năng sử dụng những đồng tiền ít ỏi để mang đi đầu tư. Và lẽ dĩ nhiên, khi ông chủ là tỷ phú thì bản thân ông là triệu phú cũng không có gì là ngạc nhiên. Vì vậy, trong cuộc sống, khi ta đi học, quan trọng nhất là gặp được người thầy tốt. Khi đi làm, gặp được sư phụ tốt. Khi ra ngoài, gặp được bạn tốt. Và khi kết hôn, gặp được người bạn đời tốt. Ông Lý luôn nhấn mạnh, người ta gặp được nhau trong kiếp này gọi là duyên phận, nhưng sống được bền lâu với nhau phải dựa vào chân thành và tình nghĩa. Điều số 4. Tích tiểu thành đại, mấu chốt nằm ở chữ tích. Không có thành công nào là tới một sớm một chiều cả, mọi thứ đều cần thời gian tích lũy dần dần. Bản thân việc tích tiểu thành đại cũng cần tới dũng khí và sự quyết tâm. Chỉ khi có đủ can đảm và sự kiên trì quyết tâm, bạn mới có thể đắp cát thành lâu đài, mới có thể câu cá nhỏ nhưng ăn được cá lớn, từ đó tạo ra những thành tựu to lớn. Điều số 5. Mượn gà đẻ trứng, vốn sinh vạn lời. Mượn gà đẻ trứng, giỏi tận dụng ngoại vật là điều phản ánh rõ nét nhất trí tuệ của một người. Ngồi xe có thể đi được ngàn mét đường, ngồi thuyền có thể vượt ngàn dặm khơi. Biết cách tận dụng lợi thế bên ngoài mới là người thông minh trong làm ăn kiếm tiền. Lại càng phải hiểu được đạo lý mượn lực từ bên ngoài này, vì ngay cả khi bạn là người sắt, bạn cũng có thể đóng được bao nhiêu chiếc đinh. Điều số 6. Bạn bè mời ăn cơm, đừng bao giờ cho rằng đó là lẽ đương nhiên. Trong xã hội thực dụng này,
Hãy nên biết rằng, có qua thì phải có lại, không ai cho không ai điều gì. Nếu như bạn không hiểu được đạo lý này, thì danh tiếng của bạn sẽ càng ngày càng tệ đi. Có thể người khác mời bạn đi ăn, giúp đỡ bạn lúc bạn cần, dù rằng họ không yêu cầu hoàn trả, nhưng hãy nghĩ đến việc họ giúp bạn với tấm lòng biết ơn. Điều số 7. Hãy tìm cho mình một người bạn tri kỷ. Đừng nghĩ rằng bản thân rất khôn khéo và xung quanh đâu đâu cũng là bạn bè của mình. Điều đó không chứng tỏ bạn sẽ có một người tri kỷ luôn bên cạnh bạn. Một lúc nào đó, khi bạn trở nên vô giá trị, ví dụ như lúc khởi nghiệp thất bại, gặp muôn vàn sự mệt mỏi trong công việc, khi đó, bạn mới nhận ra ai mới là bạn thật sự của mình. Những người bạn tri kỷ sẽ là người thật sự đối xử tốt với bạn và luôn bên cạnh bạn lúc khó khăn. Điều số 8. Đừng quá mộng tưởng. Đừng tin vào mấy điều bói toán bói mệnh. Cái đó là để dỗ trẻ con. Vận mệnh của bản thân luôn nằm trong tay của bạn. Khi bạn nghe và tìm theo những lời mê tín nói rằng bạn sẽ trở nên giàu có trong tương lai, thì bạn bắt đầu mộng tưởng về cuộc sống nhiều tiền. Nếu bạn được phán rằng sau này bạn sẽ nghèo hơn, thì tốt nhất bạn cũng nên mặc kệ những điều ấy và hãy dành thời gian ra nghĩ cách làm sao để kiếm tiền. Điều số 9. Đừng nói xấu người khác sau lưng. Cùng người khác phân bua đúng sai, bản thân bạn phải là người biết chắc chắn cái nào đúng và cái nào sai. Hãy nhớ rằng họa từ miệng mà ra. Hãy chừa cho mình một con đường lui. Nói xấu người khác không làm bạn tốt hơn, đặc biệt là nói xấu sau lưng. Điều số 10. Chế ngự, khắc phục bản tính của bản thân. Ai cũng có quán tính bẩm sinh, có thể là chút trì trệ nào đó, nhưng chúng ta có thể thay đổi được những quán tính đó, đặc biệt là những bản tính không tốt. Thế giới xung quanh bạn vẫn đang thay đổi từng ngày, và bạn cũng nên nhận ra và bắt đầu thay đổi bản thân mình để bắt kịp được nhịp với xã hội. Đối với mỗi câu chuyện, mỗi vấn đề nào đó, bạn đừng để đến khi người khác làm xong rồi thì bạn mới nghĩ đến. Đừng để khi người khác đã kiếm được rất nhiều tiền thì bạn mới bắt đầu. Điều số 11. Nên biết rằng mình phải làm những gì. Sau khi màn đêm buông xuống, hãy tự hỏi rằng kế hoạch trong tương lai của mình như thế nào. Sau đó, theo hướng đó để nỗ lực. Đừng bao giờ làm những chuyện vô nghĩa, không có kết quả cụ thể. Những chuyện vô bổ đó chỉ làm cho bạn mất thời gian hơn mà thôi. Điều số 12. Học cách mạnh mẽ bước ra ngoài. Bất cứ một con đường nào cũng đều là người người đi đến. Đáng sợ nhất là chỉ có mình bạn đang mắc kẹt mãi trong nhà. Đừng ngại chuyện bản thân không vượt qua, hãy mạnh mẽ bước ra ngoài và đối diện với tất cả. Tự khắc, bạn sẽ biết con đường nào dành cho mình. Điều số 13. Là nữ nhân, đừng bao giờ cho rằng sự nghiệp của bản thân là không quan trọng. Việc nấu cơm, giặt quần áo hay chăm lo chồng con không chỉ là nghĩa vụ của người phụ nữ, mà đây cũng là nghĩa vụ của người đàn ông. Đừng cho rằng phụ nữ luôn chỉ thích hợp ở nhà nội trợ, đàn ông thì kiếm tiền. Tất cả những việc xây dựng gia đình đều là của chung. Vì vậy, bản thân người phụ nữ hãy nên có cho mình một sự nghiệp ổn định và tự chủ kinh tế. Điều số 14. Vạn sự phải đặt chữ hiếu, chữ đức lên đầu. Vợ chồng có hòa thuận, hạnh phúc tự nhiên sẽ bền chặt trăm năm. Nhưng những điều này không phải cứ dùng miệng nói là có thể làm được, mà cần phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực và vất vả. Những người thông minh đều đã hiểu ra được đạo lý này từ rất sớm. Điều số 15. Những lúc nhàn rỗi cũng đừng làm những chuyện vô bổ. Bất kỳ ai cũng có đam mê và sở thích riêng, nhưng phải biết mức độ, hạn chế chơi những loại game dễ làm người chơi bị nghiện. Việc bạn tốn thời gian cho những loại game vô bổ không những không khiến bạn thành công hơn, mà nó còn ảnh hưởng đến nhiều mặt khác trong cuộc sống của bạn. Đọc sách và tìm hiểu quy trình kinh doanh, phạm vi quản lý, vấn đề quốc tế hay kiến thức pháp luật. Đây là những việc có thể giúp bạn nâng cao kỹ năng tri thức hay giúp bạn chủ động hơn trong các cuộc hẹn hay buổi đàm phán. Đây là một xã hội không ngừng phát triển, không học tập, tiếp thụ, cải thiện bản thân
thì sẽ khiến bản thân thụt lùi với xã hội và có những lúc bạn sẽ bị xã hội đào thải. Điều số 16. Đừng bỏ qua bất cứ cơ hội nào giúp bạn thành công. Cơ hội giúp bạn thành công tất nhiên sẽ có và rất nhiều. Hãy học cách nắm bắt thời cơ, đây là điều rất quan trọng. Chỉ có như vậy, bạn mới không hối hận. Chẳng hạn như bạn nhận thấy, có một hạng mục rất thích hợp, nhu cầu thị trường rất lớn, nhưng bạn không dám nhận công việc hay cơ hội này. Điều này đồng nghĩa với việc người khác đã lấy mất đi cơ hội của bạn. Không những thế, họ còn làm rất tốt. Đến giây phút này, bạn sẽ cảm thấy vô cùng hối hận và còn cay đắng hơn khi thấy họ thành công từng ngày. Điều số 17. Khi làm một việc gì đó, trước khi thành công đừng nói lung tung. Sau khi bạn thành công rồi, tự khắc mọi người sẽ biết điều đó. Vậy trước đó, bạn cũng không cần phải nói lung tung cho ai cả. Đây chính là hiệu ứng của thời đại tin tức mang lại. Điều số 18. Luôn giữ bản thân chỉnh chu, ngăn nắp. Hãy luôn giữ bản thân mình gọn gàng, chỉnh chu và sạch sẽ trong mắt người khác. Đừng nên làm mọi người cảm thấy khó chịu vì bản thân mình luộm thuộm, và điều này làm cho bạn mất đi vài mối quan hệ cũng như cơ hội. Đừng cho rằng bạn là nam giới thì không cần phải chăm sóc bản thân. Rất nhiều nam giới không để ý tới những yếu tố nhỏ nhặt của bản thân, điển hình là sức khỏe. Bạn nên nhớ rằng sức khỏe so với bất cứ thứ gì đều quan trọng hơn. Hãy giữ cho bản thân một sức khỏe tốt. Có sức khỏe, bạn mới có thể làm được nhiều việc. Không có sức khỏe thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Điều số 19. Tự lực cánh sinh, không cần dựa dẫm vào bất cứ ai. Con người ai cũng có một chút tính ích kỷ. Chỉ có bản thân mình mới chính là chỗ dựa của chính mình, và đó cũng chính là chỗ dựa đáng tin cậy nhất. Vì thế, hãy luôn cố gắng khiến bản thân mình trở nên lớn mạnh. Trên thế giới này, người nào mạnh, người đó mới có tiếng nói. Khi đối mặt với thất bại, đừng quá tính toán và hãy ngừng trách móc. Hãy tìm ra nguyên nhân rồi thay đổi những thói quen xấu. Điều số 20. Ai cũng có cơ hội thành công của riêng mình. Điều này phải xem bạn có nắm lấy cơ hội đó cho bản thân hay không. Bài chia sẻ của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc tất cả quý vị sẽ luôn luôn mạnh khỏe và có những phút giây bình an bên gia đình và người thân. Đừng quên ghé thăm website của sách tóm tắt để biết thêm những điều thành công khác nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Sách tóm tắt, chúc bạn thành công!